Chỗ này kiếm ăn chua gì? Này chùa hang ở Châu Thành Trà Vinh này. Chùa hang ở Châu Thành Trà Vinh. Ồ cò nè. Quá sát cò luôn đó nha. Cái bọn đất lành chim đậu nè. Còi chiều cái nó về đây nó ngủ nè cả nhà, nó xé to ra. Nó cò nè. Quá xá luôn. Quá xá nhiều luôn ta. Chú cho hỏi thăm chùa này mấy đứa trẻ em này nó ở trong chùa hay là ở người dân là ở đây mà dạy học hả chú? Không, mấy đứa dân ở đây lại học thôi. Là trong nhà chùa người ta dạy ha? Đúng rồi. Cái này học tự động là không ép buộc. Cũng như trong nhà chùa dạy rồi mấy đứa ở kế bên lại đây học. Đúng rồi, ông sư dạy. Ông sư dạy mà không có lấy tiền ha? Không tiền đâu. Tại ông còn mua bánh cho ăn. Cũng dạy ông còn mua bánh cho ăn luôn. Cũng như làm phước ha. Thấy dạy nãy giờ cũng mấy chỗ nhà đông lắm á. Thì mấy đứa này chắc ở sớm mà lại học luôn ha chú. Lại học đi. Chú bán đi lâu mau chú? Bán cũng lâu lắm rồi. Ồ kẹo này kẹo gì? Kẹo là kẹo chỉ. Kẹo chỉ này ngon lắm nè. Kẹo chỉ này là ít ai biết làm đó nha. Ít lắm. Tại vì nó cũng cái nghề cũng miếng á. Người ta ít có dạy truyền nghề lắm. Mình cũng có nghe nói thôi chứ mình cũng không biết. Mà chú ơi, hỏi thăm chú chùa này thường thường cái lễ chánh nó là ngày mấy chú? Là Tết á. Tết mới có ha. Có với dân bông cũng có. Rồi cũng nhiều thứ có lắm nha. Nhiều thứ có ông trần lắm. Dạ. Dân bông rồi Tết Chu Sa Nam rồi ăn nửa năm. Dạ. Rồi nhất là rằm tháng 10. Rằm tháng 10 là lớn lắm nha. Rằm tháng 10 là lớn nhất luôn. Rằm lớn nhất luôn á, cũng lớn dữ lắm luôn. Dạ. Có đốt pháo bông. Cha rằm tháng 10 là tháng 10 âm lịch mình ha, tháng 10 Tây. Âm lịch ha. Âm lịch. Dạ. Thấy chùa này quá lớn. Chùa này làm lễ nếu mà tháng 10 rằm tháng 10 chắc làm lớn lắm. Lớn. Chú bán ở đây là bao nhiêu năm mà chú? Nhiều năm lắm nè. Nhiều năm lắm ha. Nếu mà nghề của chú là cỡ ba mấy năm. Ba mấy năm bán ở đây không hả? Bán Trà Vinh được không á, Trà Vinh. Vòng đây ha. Chiều lại đây mình bán cũng được tại có mấy đứa lại đây nó học nè. Đúng rồi. Mình bán cho nó ăn quen rồi đó. Ăn nó quen à, kẹo này ngon lắm. Nó quen rồi bởi vì mình bán được. Dạ. Dạ cảm ơn chú nha. Trên đài hay gì vậy? Dạ, này mình YouTube chú. YouTube hả? Dạ. Rồi. Phải YouTube quay tôi hát rồi ha. Hát đi, hát bản đi. Không mà tất nhạc hát cũng được. Bây giờ hát chú ca ăn đoạn đi. Ca ăn đoạn kỷ niệm đi chú. Vừa làm vừa ca luôn. Hay à, bạn đó hay. Vui mới đó những sơ tướng chẳng hề quen. Lập thì người thơ ơi, làm những chẳng biết bao thơ. Tình nghĩa xưa thì còn lời nói hình hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng thì lời nói yêu thương đành cha lại gửi thôi. Ồ quá hay luôn. Giờ là hát ha chú. Chắc là hay bản này ý nghĩa luôn á. Ý nghĩa luôn á. Mà bản này mà chớ mà chú mà ca là có đờn là hay luôn á. Chú ca nhạc hay lắm. Dạ. Giờ chú ca câu lạc bộ. Dạ. Chú có bữa chú đem thùng kẹo đi ca chơi vậy. Chú đem thùng kẹo đâu bán vừa ca luôn. Không mà chú làm ca vậy hay à. Sao bữa nay không đem? Tại làm biết. Trời, phải nay đem. Phải nay đem cái quay vô bánh luôn rồi. Giờ bữa nay cái video này là mình đi quay chùa hang nha cả nhà. Chùa hang này nằm về ở xã Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Bây giờ mình dạo không gian ngoài đường này. Rồi mình đi thẳng vô chùa mình quay. Ngôi chùa này rất là lớn nha cả nhà. Mình cũng có nghe anh em quán ta nói chùa này rất là lớn. Mà mình cũng không có dịp để đi đến Trà Vinh mình quay. Bữa nay sẵn mình đi công chuyện đó nha. Mình ghé đây quay cho nhà xem luôn. Chùa hang này có cái cổng trước mặt mình cả nhà. Cái cổng này rất là độc lạ nha cả nhà.
để mình dạo một vòng rồi mình đi thẳng vô chùa mình quay. Ở nhà chờ xem nha. Chùa hang này thì cũng nổi tiếng nha cả nhà. Mình thấy anh em YouTube là lợi chùa này quay cũng đăng lên cũng nhiều lắm rồi mà mình không có dịp đi quay á. Thì bữa nay mình sẵn mình đi công chuyện mình ghé đây mình quay luôn. Cái chùa hang này thì mình thấy cái cổng này là nó lạ nha cả nhà, cũng độc lạ nha. Thường thường thì mình đi quay chùa chiền thì mình thấy cái cổng thì mình cũng thấy nhiều cổng rồi, cũng bình thường thôi, như cổng lớn cổng nhỏ thôi, mà mình thấy cái cổng chùa hang này là mình thấy độc lạ nè cả nhà. Đó mà mình giờ mình thấy nó cũng đẹp nha cả nhà, để mình quay cả nhà xem nha. Mấy cái ô trước mặt mình nè, đó nó rất là lạ nha, để mình dạo dạo cho nhà xem nha cả nhà. Cái cổng ở ngoài thì mình dòm vô rất là đẹp nha cả nhà. Cái ngôi chùa này nè cả nhà, trước mặt mình rất là lớn, để mình đi dài vô mình quay. Là mình nghe anh em cô bác nãy mình có lại ở đây á, thì mình nghe ở trong chùa nói là chim cò dữ lắm nha cả nhà. Chùa này là cũng như là người ta nói là đất lạnh thì chim đậu đó cả nhà. À, chiều là chim cò đổ về đây, là như mấy cái cây này là hoàng quại cho cả nhà. À, cây nào cũng có chim cò về ngủ vậy. Để mình đi dài vô mình quay nha cả nhà. Cả nhà chờ xem nha. Mình thì cũng có nghe cái chùa hang này ở Trà Vinh này mình nghe cũng lâu lắm đó nha, mà mình không có dịp đi quay. Thành ra bữa nay mình đi công chuyện sẵn mình ghé đây quay chỗ nhà xem luôn. Chứ cái chùa này mà được ngày lễ đó nha, được cái ngày lễ là mình xuống đây quay là ok. Tại chùa này mình giờ mình nãy mình đi vòng vòng mà thấy chùa này rất là lớn nha cái nha. Mình chút xíu nữa mình hỏi cho nhà chùa cái nha, mình đợi tới cái tháng nào mà làm lễ lớn đó. Mình đạo cái này mình quay. Để mình quay ngày thường cả nhà, mình quay ngày thường cho cả nhà xem nha. Chùa à, chùa này kêu bằng chùa gì? Chùa hang ở Châu Thành, Trà Vinh. Ồ, cò nè. Quá xá cò luôn đó nha. Cái còn đất lành nè, chim đậu nè. Còi chiều chiều cái nó về đây nó ngủ. Nó xé tôi nha. Cái cò nè. Quá xá luôn. Quá xá nhiều luôn ta. Quá sẽ nhiều cả nha, chiều nó về chùa ngủ cả nha. Quá xa. Chùa rất là lớn, quá sẽ lớn chùa, đất quá rộng. Chùa này được ngày lễ đó nha, xuống quay là ok. Chùa rất là đẹp, xung quanh chùa rất là rộng. Trong này nhà chùa có dạy học sinh học nha, để mình đi vô mình quay. Oh.
Hồi nãy thì mình lại đây mình quay cả nhà. Mình có hỏi chú bán kẹo kéo á, chú nói là ông sư trong chùa này ông làm phước lắm cả nhà. Ông dạy học sinh đó, rồi học mà không có lấy tiền nha cả nhà, mà còn phải mua bánh trái cho nó ăn. Tại vì dân địa phương ở đây đó, ta không có điều kiện nữa, cái ta gửi con đi vô chùa học là ông sư cũng dạy là không có lấy tiền nha. Chùa này thì hồi nãy mình lại đây cả nhà, mình cũng có đi vô chùa đó, mình nghe anh em cô bác bán đồ trong chùa này nè, ta nói là cũng như là ông sư trong chùa này cả nhà, ông cũng làm phước lắm, cũng như là dạy học cho học sinh đó, là ông cũng phải mua bánh trái rồi cho ăn đó. Mà ở đây là chiều học sinh lại học đó cả nhà, mấy đứa trẻ em ở sớm là nó học có đông lắm, người ta lại đây bán đồ cũng đông. Ở đây là quá đẹp nè cả nhà, để mình vô đây quay 12 giáp nha. Quá sắc đẹp, rất là trang nghiêm. Thường thường mình thấy mình đi quay mình thấy chùa Khmer đó nha, thì thường thường thì có bức tượng 12 giáp nữa, ta quay 12 giáp cho ngài xem. Ở đằng trước này là heo là hợ, còn này là chó là sủ nè, còn gà là tức, còn khỉ nè, sau nó là con dê, đây là con ngựa, còn đây thì hình. Bên kia ăn dòng là hình, còn rắn thì tỷ. Thường thì 12 giáp ở chùa người Khmer là có con thỏ này hình như thay thế con chuột rồi nha, nhưng mà con thỏ đây là cọp là dằn, con trâu là sủ. Thường thì 12 giáp thì có con chuột này ông trước nha, chuột với con thỏ, phải có con thỏ. Mình đi dạy ra mình quay hết chùa này nha, xem nha, chùa này rất là lớn. Quá xa vọng, vọng kinh thang luôn á, chùa quá lớn. Chùa này mà được ngày lễ đó nha, ngày lễ đi quay là chùa Khmer là ngày lễ là múa theo có điệu mà tà thiên, có cả thiên là múa hay lắm đó nha. Tại mình cũng có đi quay qua nhiều cái video thấy là múa rất là hay, mà đến một hồi mình hỏi chùa này chừng nào làm lễ mình xuống mình quay. Quá đẹp. Thank you.
mày thẳng vô đây quay có đồ cổ trong này nè, có mấy con voi đẹp. Cái này là ba cái dụng cụ mà để mà tới mấy ngày lễ nha. Cái ngày lễ rồi chúng chùa ta là đem ra để mà múa theo cái dân tộc của người Khmer. Chắc là hay. Quá đẹp. Chùa này quá lớn. Sala này bóng đẹp. Ở đây thì mình thấy hồi nãy giờ mình đi quay nha cả nhà. Mình thấy là mỗi nơi mỗi đẹp nha cả nhà. Phong cảnh cũng rất là đẹp. Chùa này lớn thiệt cả nhà, quá xa lớn luôn. Quá rộng lớn luôn. Mấy đứa này học sinh nó học nè cả nhà. Giờ nó đi ra giờ chơi nè. Chùa này chiều có học sinh nó học đó nha, cũng như là trường học vậy đó. Thấy anh em của bác lại bán đồ nè, quá xa đông. Chùa này chim cò hồi nãy giờ mình đi quay là chỗ nào cây nào cũng có chim cò cả nhà. Nói chiều á 5 giờ á nó đổ về đây nó ngủ á, đông dữ lắm, quá xa rộng. Chùa này tới chừng mình lại hỏi chúa bán đồ nè, mình tới lễ lớn mình xuống mình quay nè. Chú cho hỏi thăm chùa này mấy đứa trẻ em này nó ở trong chùa hay là ở người dân là ở đây mà dạy học hả chú? Không, mấy đứa dân ở đây lại học thôi. Là trong nhà chùa người ta dạy ha? Đúng rồi. Cái này học tự động mà không ép buộc. Cũng như trong nhà chùa dạy rồi mấy đứa ở kế bên lại đây học. Đúng rồi, mà, ông sư dạy. Ông sư dạy mà không có lấy tiền ha? Không, tiền đó. Cũng dạy ông còn mua bánh cho ăn luôn. Cũng như làm phước ha. Thấy dạy nãy giờ cũng mấy chỗ vậy đông lắm á. Thì mấy đứa này chắc ở sớm mà lại học luôn ha chú. Lại học đi.
Chú bán đây lâu mau chú? Bán cũng lâu lắm rồi. Ồ, kẹo này kẹo gì? Kẹo chỉ. Ờ, kẹo chỉ này ngon lắm nè. Kẹo chỉ này là ít ai biết làm đó nha. Ít lắm. À, tại vì nó cũng cái nghề cũng miếng á. Người ta ít có dạ truyền nghề lắm. Mình cũng có nghe nói thôi chứ mình cũng không biết. Mà chú ơi, hỏi thăm chú, chùa này thường thường là cái lễ chánh nó là ngày mấy chú? Dạ. Nó cũng như một tháng là được hai ngày bấm ham á, là cũng như ăn Tết á. Tết mấy em, Tết mới có ha? Có, với dân bông cũng có, rồi cũng nhiều thứ có lắm nha, nhiều thứ có ông chằn lắm. Dạ. Dân bông rồi Tết Chu Sa Nam rồi ăn nửa năm, dạ. Rồi nhất là rằm tháng 10. Dằm tháng 10 là lớn lắm nha. Dằm tháng 10 là lớn nhất luôn. Dằm lớn nhất luôn á, cũng lớn dữ lắm luôn. Dạ. Có đốt pháo bông. Cha, dằm tháng 10 là tháng 10 âm lịch mình ha, tháng 10 Tây. Âm. Âm lịch ha. Âm lịch. Dạ. Thấy chùa này quá lớn. Chùa này làm lễ, nếu mà tháng 10, dằm tháng 10 chắc làm lớn lắm. Lớn. Mình thấy hồi nãy mình vô chỗ mình quay, mình thấy ba cái đồ mà hồi xưa mà cái đó mà để múa điệu rồi đó nữa ra đấy múa cũng như là này bắt gì. À, ba cái đồ mà xe, bắt cá bắt đồ này kia đó cũng như là bậu rồi cái đó, à, thấy mình có quay trong đó rồi già như bảo tàng vậy đó. Dạ. Còn kéo hình không ta? Chú bán ở đây bao nhiêu năm mà chú? Nhiều năm lắm nè. Nhiều năm lắm ha. Nếu mà nghề của chú là cỡ ba mấy năm, ba mấy năm bán ở đây không hả? Bán tại Vinh được không á? Tại Vinh vòng đây ha. Chiều ở đây mình bán cũng được tại có mấy đứa là ở đây nó học nè. Mình bán cho nó ăn quen rồi đó. À, ăn nó quen à, kẹo này ngon lắm. Nó quen rồi bởi vì mình bán được. Dạ. Dạ cảm ơn chú nha. Trên đài hay gì vậy? Dạ, này mình YouTube chú. YouTube hả? Dạ. Rồi. Phải YouTube quay tôi hát rồi ha. Hát đi, hát bản đi. Không mà, tất nhiên hát cũng hát lắm. Bây giờ hát chú ca ăn đoạn đi. Ca ăn đoạn kỷ niệm đi chú. Vừa làm vừa ca luôn. Hay à, bạn đó hay. Vui mới đó những sơ tướng chẳng hề quen. Lập thì người thơ ơi, làm những chẳng biết bao thơ. Tình nghĩa xưa thì còn lời nói hình hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hữu trống vắng thì lời nói yêu thương đành cha lại gửi thôi. Ồ, quá hay luôn. Là dạ, dạ là hát hả chú? Còn chắc là hay tại... bản này ý nghĩa luôn á. Ý nghĩa luôn á, mà bản này mà chớ mà chú mà ca là có đờn là hay luôn á. Chú ca nhạc hay lắm. Dạ. Dạ chú ca câu lạc bộ. Dạ. Chú có bữa chú đem thùng kẹo đi ca chơi vậy. Chú đem thùng kẹo ra bán, vừa bán vừa ca luôn. À, ca chơi. Không mà chú làm ca vậy hay à. Sao bữa nay không đem? Tại làm bánh. Trời, phải nay đem. Phải nay đem cái quay vô bánh luôn rồi. Giờ bên đây bán cái gì đây? Đây bán đá bào hả anh? Đá bào cái viên đũa đó. Đá bào. À. Mình bán ở đây chắc còn bán cho mấy đứa này bán giá hữu nghị ha. À, bán giá bình thường. Ăn cho nó học sinh mà, mấy đứa lại nó học mà. Trong chùa mà. À. Dạ, chú giờ đánh lên cái kênh Bùi Văn Dùng. Bùi Văn Dùng. Có hình hai ngựa sảy á. Bùi Văn Dùng. Dạ, là coi được clip này. Thấy có đem nhạc theo là hát nhiều bạn lên YouTube nữa. Lên kỷ niệm mà. Có gì đâu, mà lên để dành kỷ niệm chơi vậy đó. À. Chùa quá lớn luôn. Thank you.